Hello, welcome back to my channel, Stars Guerrero. Rebel, superhero. Thì mình sẽ chuyển sang tập kiểu thứ hai. Ha!
Duba, Agrifa. Sau đó thì mình sẽ xong đi.
perfect. Now leave it to me. I see. Let's go. Có cảnh khác đâu. Ở đây các bạn sẽ đếm và lấy ít dầu.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tiếng thứ tư, Tang Hero. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tiếng thứ năm. Red Bull 4. Let's go. Wow. Ở đây thì các bạn sẽ phải dê tấm đá này. Di chuyển nhẹ nhàng lên trên này. Bây giờ phải di chuyển lên cao hơn một chút. Lại tiếp tục di chuyển lên cao. Rồi, lần này chắc chắn nó vượt qua được. Lại nào.
từ trên cao đi xuống. Oh my god. Một tẹo nữa. Di chuyển chiếc xe là bên trái. Ok. Sau đó tự di chuyển sang phải. Từ đây không biết nhảy sang kia được không? Oh my gosh. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kênh thứ 6. Scary Teacher Ballet. Let's go. Ice looks frozen over. Let's check. Perfect! It's going to be a good skating session. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7, Granny cho tôi.
Marcos. Let's go. Okay, let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Các bạn hãy chờ một chút. Let's go. Thank you.
Oh my gosh. Cái vòng tao ở ngay đây. Wow, đá luôn. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.